Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Family Cuộc Sống Thật Lan. Finland Family Life. Hôm nay hai vợ chồng mình đi đến nhà con gái lớn của chồng chơi và thăm nó, và có mua một ít quà để đến tặng. Và chồng mình muốn uống một vài lon bia và nói chuyện với bồ của con gái chồng mình. Hai đứa đã chính thức sống chung với nhau, yêu nhau lâu rồi nhưng mà chính thức sống chung với nhau được tầm 2-3 tháng thôi các bạn. Tháng 3 mình về Việt Nam, bây giờ là tháng 13 tháng 6 rồi, gần 3 tháng rồi. Đã chính thức sống chung với nhau, gọi là sống thử các bạn. Ở bên đây á, họ sống thử trước họ tới cưới. Có nhiều người hả, sống với nhau 5-6 năm trời chưa cưới luôn. Còn có nhiều người sống với nhau có con 5-6 tuổi luôn chưa cưới luôn. Bên này họ tự do lắm, không có như Việt Nam mình. Bây giờ mình đang đi trên đường đi đến đến nhà con gái chồng để thăm. Hello. Hello. How are you today? How you feel? Good after party. Chồng mà hai vợ chồng mình rất là mệt luôn các bạn. Ngày hôm qua tiệc là tới 2 giờ sáng mới được ngủ. Trời ơi, hai con mắt nó căng ra, mà sáng sớm hai vợ chồng phải dọn dẹp rồi thu gom bãi chiến trường. Ôi cha mẹ ơi, rất là cực luôn, nhưng mà vui, cực mà vui. Cái tánh của mình là thích ham vui và thích bày biện á, cứ rủ bạn bè tới rồi tiệc tùng này kia nọ, tại vì không có đi du lịch á, ở nhà thì chán quá, hai chồng muốn tự kỷ luôn. Bây giờ mình đang đi trên đường đi, khoảng tầm 50 phút mình sẽ tới. Bây giờ giao mùa rồi các bạn, mùa đông qua mùa hè rồi nè, cây cối nó mọc mà lá hoa đồ ra thì nhìn là xanh rì đẹp ha. Hồi trước mình quay con đường á, nhìn cây cối nó rụng hết lá, nhìn đi như nó chết rồi, nó khô cằn thì cái nọ thì nhìn mùa đông lạnh quá nó mọc ra không nổi á. Bây giờ thì cây cối bông hoa nó mọc xung xê ra rất là đẹp luôn nè. Quay với các bạn coi ven đường nè, cái này là bông nó tự mọc nha, tự mọc dưới đất lên chứ không có ai mà trồng hết. Chưa? Rất là đẹp luôn. Hoa mà hoa tulip ấy nha, chứ không phải hoa bình thường đâu. Mọc đầy hết. Sắp tới bến tàu rồi. Bến tàu đẹp lắm. Mà mùa đông thì mọi người đem tàu lên bờ và cất hết rồi, không có để ở dưới biển. Và mùa hè bắt đầu người ta chở tàu tới, người ta bỏ xuống lại. Đây biển đây. Mọi người ơi, bây giờ tới nơi rồi. Sẽ ví dụ nhà con gái đây. Con gái của chồng. Ở chung cư. Ở chung cư nhưng mà cũng rộng rãi thoải mái lắm.
Ô, cây nó có màu lá đẹp kia các bạn. Cây có màu đỏ đẹp kia. It's a red color, my love. It looks so nice. Mình đi vô nhà. Thành thanh anh. Now you know exactly. Window there. Here you can tell her window here. You go window. Hi. Nice to see you. How are you? Yes. He remember me. Benny. Tervetuloa. Đây mình đang ra đằng sau nhà là nhà bếp, là bàn ăn, tủ lạnh. Đây là ban công. Biết cô ấy đang trồng cái cây gì? Cái này là máy sưởi ấm này các bạn. Đây là ban công. Nhưng mà mình sẽ quay video ban công cho các bạn xem. Đây. Sanna hauta. Cây hoa đẹp quá. Hoa đẹp ghê chưa? Thơm nha. Hoa này có mùi thơm, rất là thơm. Cái cây bông này bữa mình đi qua bên Thụy Điển. Mình thấy rất là nhiều luôn. Cây này giống cây cà chua. Có cái ban công, nói chung là cái view mình cũng ok. Tomato. Small tomato. Oh, really? Yes. But not yet. Yes, I know. But it looks so fine. Yeah. So nice. And those smells really nice. Yes, smells, yes. Yeah. When I go to Sweden, they have a lot of this one. We have a smell so much. But it's good. Hoa đẹp. Why you have cigar here? Yeah, I have the first cigar in this balcony. That's why you say me try car back. No, I'm waiting for whiskey. Okay, let's see. What is that? Lari. Whiskey. That's why you say me try car back. Now you have cigar. Wait, very soon I have whiskey also. And then you drive. No. Yes, I don't can drive. I cannot drive. I don't can drive car. I cannot drive anymore. yes, very good. Okay, good idea. Mitä kuuluu sulle? Gió cực lắm các bạn. Gió cái lỗ tai của nó nhìn rất là dễ thương. Ei, nähty pitkä aikaa, eli 10 viikkoa. He like me. Huh. Chó này là lỗ tai cưng không? Thích mình lắm, nó đeo mình nãy giờ. Con gái lớn với chồng mình nhìn rất là giống nhau. Se on tota niin tän rouvan tekemää. Salat, eikö kastiketta tolle? What is the green? Purkissa.
tehnyt bisnestä sillä. No, varmaan niin, varmaan se on saanut joku 300-400-500 euroa siitä, kun se on tehnyt ja myynyt. Mitä kautta? Se on myynyt kavereille kaikki. Joo, eli sä come and Elisa buy three different. Oh, two different. Siinä on punaista ja sellaista salaattia ja sitten tota lihaa. Ei ilman tuota herkku. Ei niin, mutta sitä ei uskalla ottaa poiskaan, kun se on saksan paljon. Okei. Okay. No, she's just angry if you leave. Okei, okei. Hei, istu. Tasso. No. Hei. Istu. Tasso. Toinen. Tas. Jaa. Toinen. Mm-hmm. Maahan. Istu. Istu. Hei. So lovely. Now I have very good video. Good. Yes, and this one. Handmade. Handmade, yeah. Yes. Ei sitä saa enää pois. Ei, se ei. Kun käy kun jommon näin, mä näin näin. Mä olet kerran purat mua. Mä ei yli nyt lennä. Meidän kulmastiffi, kun mä... Kun ei tuu isoon näin. Luna deep. Se on passun korva. Kun ei tuu isoon näin, ei kun mä näin. Se on eti. Ei siis kova kokoa, mutta... Ei mä kun käy lennä kun jommon. Eikö se niinku pura? Ei se purassa se näyttää. Ei se niin nimenomaan. Ei se... Siihen ymmärtää. Vähän niin kuin sipsiä, kun se vetää. No ennen tuossa meni vähän pidempään. Eikä kun jääkökin hyvin. Meillä on vaan tunti silloin aluksi, niin kai se menee varmaan. Aika nopeasti se vetit on. Niin, toi se hampaa. Pennää. Pennää. Bình này ngâm ra nó ra cái mùi hương. Cái mùi nó thơm dạng như là tương tự như mùi mùi nước hoa gì nè. À, Versace. Tương tự. Mùi rất là ngọt luôn. Ngọt lắm. Thêm mắc hoa lê màu cam. Ở đây hỏi chân ông có ông Thần Tài nữa nè. Có ông gì ta? Ông Phúc Lộc Thọ. Mä để cái này nhìn giống đang lấy bằng thờ vậy đó. Đang nói chuyện với nhau. Oh no! What are you doing? Now I take video. Oh. And now you have... Only one. Now I take video. You promise. You promise. Only one. Okay. No, you promise. Only one. You can show the bottle. No, only one. Only one. Okay. Only one.